Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2020 thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm clip giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là tủ chùa gỗ vụn 9 mái đồng trầu. Tủ chùa gỗ vụn này là có kích thước là phủ bì là rộng 1m85, sâu 65, cao 3m1. Toàn bộ là được đục tay theo mẫu ở Trung Quốc là tích Tam Quốc diễn nghĩa, đục tay 100%, mà chất liệu là gỗ vụn của nước Lào. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 và 0985 226684. Hai phần cánh này chúng tôi làm dày 6,5 phân, đục nổi kênh bóng, cột rồng to 10 phân. Chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết đây. Toàn bộ phần cánh này chúng tôi làm dày 6,5 phân, đục tay kênh bóng, đục theo tích Tam Quốc diễn nghĩa của Trung Quốc. Cũng tủ chùa như này nhưng chúng tôi có làm một mẫu nữa là đục cảnh, thì quý vị nào thích đục cảnh thì chúng tôi sẽ đục cảnh, mà quý vị nào thích đục tích thì là tích của Tam Quốc diễn nghĩa. Đây là phần ngăn kéo đây. Toàn bộ chiếc tủ chùa này là được các nghệ nhân của Đồ Gỗ Hiền Lành tạo nên. Trung bình để tạo nên một sản phẩm như này thì thời gian là mất khoảng 4 tháng. Đây, cột rồng đây. Cột rồng to 10 phân. Còn phần ngăn kéo đây. Rồi đục lưu bị, quan văn trường, là Trương Phi. Toàn bộ được đục tại kênh bông rất là sắc nét. Toàn bộ phần bệ dạ là chúng tôi đục chuyện tàu lá dắt. Bên này là chúng tôi đục cũng là tích Tam Quốc đây. Rất là có hồn, nghệ nhân đục nên là rất là có hồn. Có xen kẽ là các cây tứ quý, tùng cúc trúc mai. Như các bạn đã xem thì cách đây mấy hôm chúng tôi đã đưa những tủ chùa là 34 cột rồng. Đây là chùa 8 cột rồng to và 6 cột rồng bé. Đây là những chú Phượng này, tứ linh nha. Trên là những con Long Mã. Đây gọi là tủ chùa 9 mái đồng trầu. Và buồng giữa đây chúng tôi là đục tích cây nghĩa vườn đào đây. Có 3 anh em này. Cũng được đục cây mong ngoài móc. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành. Địa chỉ là đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Yên Nam Định. Website là nội thất la xuyên.com. Thì video được quay đang quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Hiền Lành. Tôi xin nhắc lại kích thước của chiếc tủ chùa này là phủ bì rộng là 1m85, sâu 65 và cao 3m1.
chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa này. Toàn bộ cột dầu chúng tôi làm bản to 10 phân, không như các hàng chợ thì là có 8 phân thôi, chúng tôi đã làm 10 phân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.